Và xin kính chào quý vị và các bạn, đây là nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh và đây là giải bóng đá nhi đồng U1 toàn quốc Kulesny Miroslav 2024. Ngày hôm nay cuộc đối đầu giữa cao thủ Lạng Sơn và Nam Việt tại lượt thi đấu thứ 3 vòng bảng. Đây là lượt thi đấu cuối cùng tại vòng bảng của mùa giải năm nay. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, cao thủ Lạng Sơn Trần Dũng Thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn và là những người giao bóng trước. Điều chuyền dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm, tình huống cứu thua khá hay tới từ thủ thành Phúc Lâm. Pha ra chân khá khó chịu. Tình huống dứt điểm tới từ vị trí của Thành Vinh. Khoảng trống dứt điểm ngay và đó là bàn thắng dành cho cao thủ Nam Việt. Một tình huống dâng cao tới từ vị trí của đội trưởng Thiên Phú. Pha ra chân là khá bất ngờ. Tình huống dứt điểm chính xác. Tình huống leo biên khá hay. Khoảng trống đã lộ ra và cao thủ Lạng Sơn không kịp khép góc. Thiên Phú, cầu thủ ma số 13 bên phía cao thủ Nam Việt là người đã mở tỷ số ở trong trận đấu này và thi đấu tốt ở vòng chung kết năm nay. Đánh đầu. Lên bóng dành cho cầu thủ Lạng Sơn. Điều chuyển, cơ hội, đưa bóng vào cột 2. Vừa rồi thì Hứa Tiên Đàm đã không đủ tốc độ để theo kịp đường chuyền hơi sâu tới từ đồng đội. Ta cùng xem lại pha bóng này, đường truyền vào tới từ vị trí của Nam Phong. Lên bóng dành cho cầu thủ Lạng Sơn. Đáy biên đưa bóng vào, khá nguy hiểm. Tình huống xử lý là của Nam Phong. Trọng tài xác định đó là một pha phạt đền dành cho cầu thủ Nam Việt. Bóng có vẻ như đã chạm tay vị trí của thủ ma số 6 Minh Tâm. Đây là tình huống sau khi pha bóng đó diễn ra. Tuy nhiên trọng tài ngay lập tức chỉ vào chấm phạt đền. Cơ hội để cho Nam Việt có thể vươn lên. Dứt điểm. Đó là bàn thắng thứ hai của thủ Nam Việt trong ngày thi đấu này. Người vừa có tình huống dứt điểm đó là Thiên Phú. Thiên Phú mang về bàn thắng thứ hai và đó là một cú đúp dành cho đội trưởng của các cầu thủ Nam Việt. Họ sẽ cần ghi 6 bàn thắng nữa vào lưới của các cầu thủ. Dứt điểm bằng ngót, đó là một siêu phẩm tới từ phía các cầu thủ Nam Việt. Rất bất ngờ, người vừa có được bàn thắng đó là vị trí của Gia Hưng. Nam Việt đang tiến gần lên những vị trí ở điểm số, những bàn thắng mà họ cần có ở trong trận đấu này. 5 bàn nữa dành cho các cầu thủ áo trắng, họ sẽ trực tiếp loại ra Bảo Hải Dương ra khỏi cuộc chơi. Chuyền bóng về khoảng trống dành cho số 12. Tình huống đi bóng, cơ hội khá đáng tiếc dành cho Nam Phong ở pha bóng cuối cùng. Tình huống dứt điểm của Nam Phong, bóng đã đi chệch cột dọc. Xoay sở tốt, dứt điểm ngay. Có vẻ như bóng đã chạm vào tay một cầu thủ áo xanh trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài nói không. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Đã có tình huống để bóng chạm tay vào. Tình huống đánh đầu ngược khá nguy hiểm. Người vừa có pha xử lý đó là Hoàng Nam. Lạng Sơn sẽ có một quả đá phạt góc bên hành lang bên trái. Thoát pressing tốt, 3-3. Vẫn là cao thủ Nam Việt. Pha dứt điểm là hơi nhẹ. Tình huống đi bóng và dứt điểm là tới từ vị trí của Minh Khang. Thiên Đàm. Tướng qua người không thành công. Vẫn là cao thủ áo xanh. Có đường chuyền không? Có đường chuyền. Tuy nhiên không có bàn thắng. Rất đáng tiếc dành cho Thiên Đàm ở pha băng vào kết thúc vừa rồi. Đường chuyền là khá tốt. Tuy nhiên Thiên Đàm với cái chân trái của mình đã không thể đưa bóng vào lưới trống. Tình huống đọc bài và cắt bóng tốt tới từ phía cầu thủ Lạng Sơn. Thiên Đàm đường chuyền vào khu vực trung lộ, khá nguy hiểm, rất nguy hiểm, lưới trống và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ Lạng Sơn. Tận dụng rất nhanh tới từ vị trí của Thiên Đàm. Bàn thắng đầu tiên của Lạng Sơn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Số 9 của cầu thủ Lạng Sơn đã tỏa sáng. Và vừa rồi thì Thiên Đàm mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ áo xanh. Một tình huống ra xa tới từ thủ thành Phúc Lâm.
Trận đấu đang bắt đầu nóng lên ở những phút thi đấu cuối này. Lên bóng dành cho cao thủ Nam Việt. Tiếp tục là dẫn bóng, dứt điểm chéo góc. Rất nguy hiểm, tình huống dứt điểm tới từ vị trí của Nhật Nam. Và dứt điểm. Vừa rồi đã có tình huống cứu thua tới từ thủ thành Nguyễn Huy. Tình huống dứt điểm tới từ đội trưởng Minh Tâm. Đây đang là khoảng thời gian 2 phút đếm ngược của trận đấu. Lên bóng dành cho các thủ Nam Việt, cơ hội dứt điểm ngay. Và dứt điểm tới từ Đỗ Hoàng Anh, tuy nhiên thì không thể vượt qua được thủ thành Phúc Lâm. Lên bóng dành cho Lạng Sơn. Điều chuyền khoảng trống. Và dứt điểm chéo góc, tuy nhiên bóng đi không trúng đích. Nhập nhà. Tình huống xoay sở tốt tới từ vị trí của Tuấn Mạnh. Cú dứt điểm từ xa. Và giả chân rất căng, và vừa rồi thì Nguyễn Huy đã phải trổ tài. Sức ép đang được các cầu thủ Lạng Sơn tạo ra ở những phút cuối này là khá lớn. Đường chuyền vào trong khá nguy hiểm, đã có tình huống băng cắt ở trong khu vực vòng cấm, tuy nhiên thì không thể chạm bóng. Người vừa văng vào đó là vị trí của Minh Tâm. Liên tục là thay đổi cầu tới từ phía cầu thủ Nam Việt. Bên phía Nam Việt thì ở thời điểm hiện tại thủ thành Nguyên Khang cũng đã được đưa vào sân. Bên cạnh đó đó là số 7 Đức Tiến. Rất nhiều các cầu thủ. 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, cơ hội vẫn còn. Không được. Vâng, và như vậy thì hết giờ cho trận đấu ngày hôm nay giữa các cầu thủ Nam Việt và cầu thủ Lạng Sơn. Kết thúc trận đấu, cầu thủ Nam Việt có thêm được 3 điểm trong hành trình của mình tại vòng chung kết năm nay. Tuy nhiên nó là không đủ để cho cầu thủ Nam Việt có tên ở vòng tứ kết.